Chào mừng các bạn quay trở lại lớp học online của thầy. Ở trong các tiết học trước, ta đã khảo sát cái cách tạo ra dòng điện xoay chiều và ta đã khảo sát đặc điểm của các loại mạch xoay chiều chứa điện trở, cuộn cảm và tụ điện magnetic. Thì trong bài học ngày hôm nay ta tiếp tục khảo sát về dòng điện xoay chiều. Tuy nhiên, ta sẽ khảo sát cái ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong thực tế. Đó là nội dung của cái bài số 16 ngày hôm nay, đó là bài truyền tải điện năng và máy biến áp. Để tìm hiểu cái nội dung bài này, các bạn cùng quan sát cái hình ảnh sau đây. Đây là cái trạm biến áp. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa thì ta cần các cái trạm biến áp trung gian để ta có thể điều chỉnh điện áp từ cái nơi phát đến nơi tiêu thụ, tăng hoặc giảm điện áp để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng. Thì đây chính là cái vấn đề mà ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đó là nội dung của bài số 16. Rồi, ta đi vào nội dung chi tiết. Trong bài học hôm nay, ta gồm có những nội dung sau đây. Thứ nhất là ta giải quyết cái bài toán truyền tải điện năng đi xa. Khi giải quyết cái bài toán này thì ta cần các thiết bị để biến đổi cái điện áp, đó là máy biến áp. Thì trong cái máy biến áp, ta khảo sát những vấn đề sau đây. Đó là khái niệm máy biến áp. Thứ hai đó là cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp, và thứ ba là cái ứng dụng của máy biến áp này được ứng dụng trong đời sống như thế nào. Ta đi vào phần số 1. Đây là cái nhà máy điện nhiệt điện, thì đây ta được xem như là cái nơi cung cấp điện năng cho các cơ sở hoặc là các cái xưởng hoặc là hộ dân sử dụng điện. Thì muốn thường là người ta thiết kế các cái hoặc là người ta sẽ lắp đặt các cái nhà máy này ở cách xa khu vực người dân sinh sống. Do đó ta phải có cái cách để ta truyền tải điện năng từ các cái trạm phát điện này đến nơi tiêu thụ. Thì trong quá trình truyền tải đi như vậy thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là bị hao phí trên đường dây. Nên trong cái bài hôm nay mình sẽ cùng giải quyết cái bài toán là giảm hao phí trong quá trình truyền tải. Bởi vì khi giảm hao phí thì nó mới đem lại cái hiệu quả về kinh tế và giúp cho cái người sản xuất nó có cái lợi ích về mặt kinh tế. Nếu mà hao phí nhiều quá thì cái phần sản xuất đầu ra của người ta sẽ không có lợi nhuận. Do đó ta phải tìm cách và giải quyết nó như thế nào. Để ta đi vào phần tiếp theo. Phần số 1, bài toán truyền tải điện năng đi xa. Các bạn quan sát cái sơ đồ truyền tải điện năng. Đầu tiên ta có nhà máy phát điện là nơi cung cấp điện năng. Thì muốn truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, ta cần một hệ thống dây dẫn. Ta có hai dây dẫn và ta gọi điện trở trên dây này là R, tổng cộng là R. Điện áp ở cái nơi phát cho đến nơi tiêu thụ á, cái nơi tiêu thụ ta hiểu ở đây là người dân sử dụng hoặc là các cái xưởng sản xuất. Điện áp ở nhà máy phát ra ta ký hiệu nó là U phát. Và dòng điện truyền trong cái dây này là ta đặt là Y. Như vậy thì đây là cái sơ đồ mà mình cần nghiên cứu để giải quyết cái bài toán là trong quá trình truyền tải qua đoạn dây này thì nó sinh ra phí. Ta giả sử điện áp ở nơi phát được tính như sau, cái công suất ở nơi phát được tính như sau: B phát bằng U phát nhân Y phát. Trong trường hợp này ta coi như là công suất này là lớn nhất, tức là cái hệ số công suất của cái nhà máy phát điện là quốc phi bằng 1. Rồi, khi truyền trên đường dây thì nó sẽ sinh ra hao phí do tỏa nhiệt. Ta có cái công suất hao phí B hao phí bằng R nhân Y bình. Cái này ta đã nhắc ở trong bài trước, đó là công suất hao phí. R ở đây là tổng điện trở trên đường dây và Y là cường độ dòng điện chạy qua dây. Khi đến nơi tiêu thụ, do có hao phí trên đường dây thì cái công suất ở nơi tiêu thụ ở đây nó sẽ không bằng với công suất phát ra từ nhà máy. Ta đặt là B tiêu thụ là BTT. Ta hiểu một cách đơn giản là nó sẽ bằng cái B phát trừ cho cái B hao phí. Do đó nếu mình so sánh về giá trị thì cái B tiêu thụ này nó sẽ nhỏ hơn cái B phát ra. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để cho cái B tiêu thụ này nó lớn nhất. Đó là cái vấn đề mình cần giải quyết. Như vậy ta đi qua cái phần giải quyết cái bài toán là làm giảm hao phí như thế nào. Phải đi qua phần tiếp theo. Các bạn ghi nhận cái sơ đồ này vào ha. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì ta gọi cái cường độ dòng điện chạy trên đường dây tải điện là Y bằng B phát chia cho U phát.
từ nhà máy phát ra thì ta có công suất phát và có điện áp, từ đó ta tính được cái cường độ em điện. Rồi, cái thứ hai là ta đề cập đến cái công suất hao phí trên đường dây. Ta có cái B hao phí bằng R nhân Y bình. Ta thay cái Y này vào trong cái B trong trong cái công thức tính B hao phí thì ta sẽ ra được cái B sẽ bằng R nhân B phát bình chia cho U phát bình. Từ cái công thức này các bạn thấy cái mối liên hệ giữa cái công suất hao phí với điện áp và điện trở của dây. À, cái mối liên hệ ở đây các bạn có thể hình dung ra là tỷ lệ thuận với lại điện trở và tỷ lệ nghịch với điện áp. Vậy dựa trên công thức này ta sẽ đưa ra các cái giả thiết để ta làm giảm cái hao phí. À, thì cách giảm hao phí ở đây ta quan sát thấy có hai cái phương pháp. Cách thứ nhất đó là ta làm giảm cái điện trở R. À, dựa trên công thức về mặt công thức tính toán ta có thể làm giảm R. Khi R giảm xuống thì cái B hao phí này sẽ giảm bởi vì hai này tỷ lệ thuận. Cách thứ hai ta có thể là tăng cái điện áp. U này tỷ lệ nghịch với công suất hao phí, như vậy khi mà điện áp tăng lên thì cái hao phí sẽ giảm đi. À, tuy nhiên mình sẽ cần phải khảo sát chi tiết khi giảm điện trở R thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình truyền tải, hoặc là nó gây ra cái tốn kém gì hay không, hoặc là nó có hiệu quả như thế nào. À, thì ta đi vào cái khảo sát chi tiết hơn. Căn cứ vào cái công suất hao phí này và ta có mối liên hệ với cái điện trở của dây như sau. Ta nhắc lại cái công thức tính điện trở của dây. R bằng Rho nhân với L chia cho F. Thì ta muốn giảm cái R này xuống thì dựa trên mặt công thức ta cũng có thể lập luận có hai cách sau đây. Thứ nhất là ta giảm cái điện trở suất. Thì khi giảm điện trở suất này là ta phải sử dụng các cái vật liệu siêu dẫn. À, và cái vật liệu siêu dẫn này thì nó phải có cái chi phí cao. À, nên khi đó mình muốn sử dụng các loại vật liệu này thì ta lại gây tốn kém và ảnh hưởng đến cái lợi ích về kinh tế và quá trình sản xuất của mình. Cái thứ hai đó là ta tăng cái tiết diện của dây lên. À, khi ta tăng tiết diện của dây thì R cũng sẽ giảm bởi vì hai này tỷ lệ nghịch. Tuy nhiên cái việc mà tăng cái tiết diện của dây lên đó thì ta sẽ phải tạo ra cái dây dẫn có cái đường kính lớn, và như vậy thì mình cần có nhiều kim loại để mình đúc cái dây này, và cái cách làm này thì nó cũng lại gây ra cái tốn kém cho cái người sản xuất. À, nên về mặt lý thuyết thì cách này thực hiện, tuy nhiên khi đưa vào thực tế thì nó lại gây tốn kém cho cái người sản xuất điện và cái người sử dụng điện. Do đó cách này thì ta chỉ hiểu ở trên lý thuyết thôi. Rồi cái cách thứ hai đó là tăng U. Vậy tăng U này thì nó đem lại hiệu quả như thế nào? Các bạn cùng lập luận. À, khi ta tăng U thì ở đây mình chỉ cần sử dụng một cái thiết bị ta gọi là thiết bị tăng áp. À, ta so sánh cái hiệu quả với cái việc là giảm R thì ta thấy này, khi ta giảm R đi 10 lần, cái B hao phí này nó cũng chỉ giảm đi được 10 lần thôi. À, tuy nhiên nếu ta tăng cái U này lên, giả sử cũng 10 lần, nhưng cái B hao phí nó lại giảm đi được 100 lần. Vậy rõ ràng với cách làm này thì nó đem lại hiệu quả rất là nhiều. À, do đó trong thực tế hiện nay người ta đang áp dụng cái cách này. À, vậy cái công việc đặt ra ở đây là ta phải chế tạo được cái thiết bị tăng điện áp để làm giảm cái hao phí trong quá trình sử dụng điện. Đó là cái công việc của mình cần thực hiện trong cái bài này. Như vậy ta rút ra một cái kết luận là gì? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ta phải sử dụng những thiết bị điện biến đổi điện áp, tăng điện áp ở nơi phát và giảm điện áp ở nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, trên mặt lý thuyết mình lập luận như vậy, nhưng khi đưa vào thực tế thì ta cũng phải quan tâm đến cái hiệu quả của cái quá trình tăng điện áp này như thế nào. Thì ở đây người ta đưa ra một cái đại lượng để ta khảo sát cái hiệu quả của nó, đó là cái hiệu suất truyền tải điện năng xa. Để tính cái hiệu suất truyền tải điện năng này thì ta đem so sánh cái tỷ lệ công suất có ích, hay ta còn gọi là công suất tiêu thụ đó, chia cho cái công suất phát ra, còn gọi là công suất toàn phần. Thì cái tỷ lệ này nó cho ta biết nếu tỷ lệ này càng lớn, tức là cái phần có ích đó, nó càng cao thì cái hao phí nó sẽ càng nhỏ. Và hao phí càng nhỏ thì dẫn đến là cái hiệu quả của cái việc truyền tải điện năng đi xa này sẽ đạt hiệu quả cao. Hay ta có thể thay cái B có ích này như sau, ta biến đổi cái công suất này như sau. À, bằng H bằng B hao phí trừ, xin lỗi, B phát trừ cho B hao phí.
Thì cái B có X này mình hiểu nó chính là bằng cái B tiêu thụ đó, là B thao B phát trừ cho B phí chia cho B phát và nhân cho 100% thì ta ra cái hiệu suất. Hoặc là các bạn có thể khai triển theo cái công thức B bằng UI của phi đó, ta rút ra được cái cách ghi thứ ba. Hoặc các bạn chuyển cái số 1 này qua thì ta còn một cách ghi khác nữa là 1 trừ H bằng R nhân B chia cho U phát cos phi bình. Nếu người ta yêu cầu mình biến đổi cái điện áp hoặc là khi điện áp mình thay đổi á thì cái hiệu suất này cũng sẽ thay đổi. Thì ta thấy hiệu suất với lại cái điện áp này nó tỷ lệ nghịch với nhau theo cái tỷ lệ này. 1 trừ H1 chia cho 1 trừ H2 chính là bằng U2 bình chia cho U1 bình. Ta xem như trong trường hợp này là cái cos phi không thay đổi và cái B phát ra cũng không thay đổi. Do đó mình sẽ có được cái tỷ lệ giữa hiệu suất và điện áp theo cái tỷ lệ công thức này. Như vậy thì ta đã giải quyết được cái bài toán truyền tải điện năng đi xa là ta phải sử dụng cái thiết bị để biến đổi điện áp, đó chính là máy biến áp. Và cái cách để mình kiểm tra cái hiệu quả làm việc của máy biến áp như thế nào và cái quá trình truyền tải năng xa như thế nào thì ta dựa vào cái hiệu suất. Đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ ta qua cái nội dung thứ hai, đó là mình khảo sát cái máy biến áp, là cái máy biến áp này có được tạo ra như thế nào, cấu tạo của nó và cái hoạt động của nó như thế nào. Thứ nhất là phần khái niệm, cái thứ hai là về nguyên tắc hoạt động và cái thứ ba là cái ứng dụng của nó. Như vậy thì khái niệm máy biến áp các bạn cùng quan sát ở đây. Đây là một số cái máy biến áp đã sử dụng trong thực tế. Ta có hai loại, đó là máy biến áp 3 pha và máy biến áp 1 pha. Thì về cái vai trò của nó thì máy 1 pha hay máy 3 pha thì nó chỉ khác nhau về cái điện áp đầu ra thôi. Còn về cái vai trò thì vẫn là để biến đổi điện áp, tăng hoặc giảm điện áp giữa cái cuộn sơ cấp và cuộn thư cấp. Như vậy thì từ cái tên gọi của nó ta dễ dàng rút ra được cái khái niệm về máy biến áp như sau. Máy biến áp chính là những thiết bị biến đổi điện áp. Biến đổi ở đây ta có thể là xét là biến áp xoay chiều nha, tăng hoặc giảm nhưng không làm thay đổi tần số hoặc là chu kỳ của dòng điện. Đó chính là cái chức năng hoặc là mình hiểu đơn giản là cái vai trò của máy biến áp. Sau đây ta đi vào cái phần khảo sát về cái cấu tạo và cái nguyên tắc hoạt động của máy như thế nào. Ta đi vào qua cái phần thứ hai, đó là cấu tạo của máy biến áp. Thì các bạn quan sát cái sơ đồ bên cạnh. Đây là cái sơ đồ cơ bản nhất của máy biến áp, nó gồm có hai phần chính. Phần màu đỏ ở đây ta gọi nó là cái lõi biến áp. Thì về mặt cấu tạo, lõi biến áp này nó chỉ làm bằng kim loại, thường thường làm bằng sắt non và có pha thêm kim silic để tăng cái từ tính của nó lên. Hoặc là người ta dùng các cái lát thép mỏng ghép cách điện với nhau để tăng cái độ cách điện và tăng từ tính. Ngoài ra ta có hai cuộn dây cuốn ở trên hai cái nhánh của cái lõi biến áp này. Cái cuộn thứ nhất được nối với cái nguồn xoay chiều ta gọi là cuộn sơ cấp. Cái cuộn thứ hai nối với tải tiêu thụ ta ký hiệu chữ R đó thì ta gọi là cuộn thư cấp. Các bạn có thể ghi chú vô. Như vậy về cấu tạo chi tiết thì ta có hai phần chính, đó là lõi biến áp và dây cuốn. Thì ta giải thích cái lõi biến áp là một khung khép kín bằng sắt non và có pha silic. Mục đích pha silic này vào là để tăng cái từ tính và độ cách điện lên. Cái thứ hai là cái lõi biến áp này có thể thay đổi bằng cách người ta lắp các cái lá mỏng ghép cách điện với nhau tăng từ tính. Rồi tiếp theo đó là cái dây cuốn. Thì cái dây cuốn này được làm bằng đồng và có vỏ cách điện, có lớp vỏ cách điện bên này. Cái cuộn thứ nhất ta đặt tên nó là N1I1 và ta gọi nó là cuộn sơ cấp. Cuộn thứ hai là có số vòng dây là N2I2, ta gọi là cuộn thư cấp, hoặc là mình hiểu đơn giản là đầu ra với đầu vào. Sơ cấp là đầu vào và thư cấp là cái đầu ra của máy biến áp. Đây, cuộn dây nối với nguồn ta giải thích chi tiết được gọi là cuộn sơ cấp có N1 vòng dây. Cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thư cấp có N2 vòng dây. Có N2 vòng dây. Ký hiệu của cái cuộn sơ cấp và máy biến áp á, là ta ký hiệu như thế này. Cái cuộn dây thứ nhất ta ký hiệu N1, U1 và I1. Cuộn dây thứ hai ta ký hiệu là U2, I2 và N2. Đó là cái ký hiệu của máy biến áp. Sau đây ta khảo sát về cái nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
Thì các bạn quan sát về cái sơ đồ mô phỏng cái nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. Khi ta đặt vào hai đầu của sơ cấp của máy biến áp một điện áp xoay chiều, thì cái điện áp xoay chiều này nó sẽ sinh ra một cái dòng điện xoay chiều và tạo ra một từ thông biến thiên. Từ thông biến thiên này gây ra các đường sức từ biến thiên qua cái lõi biến áp và đi qua quận thứ cấp. Cái đường màu xanh đây ta biểu diễn đó là đường sức từ của cái từ trường do quận thứ sơ cấp tạo ra, và nó biến thiên qua cái quận thứ cấp và sinh ra trong quận thứ cấp này một cái suất điện động xoay chiều. Nếu ta đem nối cái quận thứ cấp này với một cái mạch ngoài, cụ thể ở đây là ta nối với một cái bóng đèn, thì sẽ có dòng điện cảm ứng chạy qua cái bóng đèn này và làm cho bóng đèn này phát sáng. Như vậy thì về nguyên tắc hoạt động của máy biến áp này nó giống với lại cái nguyên tắc tạo ra dòng điện. Người ta gọi cái nguyên tắc này là cảm ứng điện từ. Bởi vì trong cái cuộn thứ cấp này nó sinh ra suất điện động cảm ứng và dòng điện tạo ra trong này được gọi là dòng điện cảm ứng. Đó là cái các bạn lưu ý, và cái phần này thì mình đã khảo sát ở trong cái phần bài nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều ở cái bài trước. Thì ở đây ta chỉ nhắc lại cái nguyên tắc này thôi. Các bạn ghi nhận cái kết luận như sau: trong cuộn sơ cấp có dòng điện xoay chiều với tần số F thì nó sẽ sinh ra một từ thông biến thiên qua các vòng dây của cuộn thứ cấp, và hai cái từ thông này giống hệt nhau, giống hệt nhau. Rồi cái từ thông ở cuộn thứ cấp này biến thiên và tiếp tục gây ra cho nó một suất điện động cảm ứng. Suất điện động này, nếu ta đem nối hai đầu dây với một mạch ngoài, thì suất điện động này sẽ sinh ra một dòng điện chạy qua cái cuộn thứ cấp, qua cái tải tiêu thụ, và làm cho cái tải này nó hoạt động, ví dụ như bóng đèn phát sáng. Tuy nhiên các bạn chú ý thêm ở đây nữa, đó là cái tần số của cái dòng điện ở trong cuộn thứ cấp này nó bằng với tần số của cuộn sơ cấp. Đó là cái phần kết luận về cái nguyên tắc hoạt động, các bạn ghi chú. Cái kết luận thứ nhất là nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Rồi các bạn ghi nhận vào. Bây giờ ta khảo sát tại sao cái dòng điện ở cuộn thứ cấp nó lại có cùng tần số với dòng điện ở trong cuộn sơ cấp. Thì các bạn quan sát cái phần lập luận sau đây. Giả sử dòng điện trong cuộn sơ cấp này nó có cái biểu thức là I1 bằng I0 cos 2BT 2BFT, tần số là F. Từ thông qua mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp được biểu diễn bằng phi 0 cos omega t hoặc là cos 2BT. Ta đặt cái cuộn sơ cấp và thứ cấp là phi 1 và phi 2. Thì ở đây các bạn thấy là hai cái từ thông này nó giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau về cái giá trị biên thôi, còn cái hàm điều hòa của nó là có cùng tần số. Như vậy thì cuộn thứ cấp sẽ sinh ra một suất điện động E bằng delta phi chia cho delta t. Nó được viết bằng N2 2BF phi 0 sin 2BFT. Như vậy tần số của suất động này cũng là F. Nếu ta đem nối cuộn thứ cấp này với mạch ngoài thì sinh ra một cái dòng điện cảm ứng I2 bằng E chia cho R, và nó được viết gọn lại là bằng I0 sin 2BFT. Vậy ta đem so sánh cái tần số của dòng sơ cấp và thứ cấp thì ta thấy rõ ràng hai này nó có cùng tần số. Vậy từ đây mình rút ra một cái kết luận, đó là gì? Cái máy biến áp này mặc dù nó biến đổi điện áp nhưng nó vẫn giữ nguyên tần số của dòng điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp này bằng nhau. Đó là cái kết luận thứ hai, các bạn ghi nhận vào. Dòng điện xoay chiều sinh ra ở cuộn thứ cấp cùng tần số với dòng điện ở cuộn sơ cấp. Rồi các bạn ghi nhận mấy cái lập luận này vào. Sau đây ta khảo sát các cái công thức liên quan đến cái máy biến áp và khảo sát các cái chế độ làm việc của máy biến áp. Ta đi vào phần tiếp theo. Các công thức của máy biến áp. Trước hết ta khảo sát ở đây máy này hoạt động lý tưởng, máy biến áp lý tưởng. Cái chữ lý tưởng này các bạn hiểu cách đơn giản như thế này, đó là có cái điện trở bằng không, hay nói một cách khác là không có hao phí. Khi nó hoạt động thì không sinh ra hao phí, công suất hoặc là cái điện năng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp này bằng nhau. Ta gọi cuộn sơ cấp được ký hiệu là N1, U1 và I1. U là điện áp, I là cường độ dòng điện, rồi cuộn thứ cấp là N2, U2 và I2.
Khảo sát chế độ làm việc của máy ở chế độ không tải. Thế nào gọi là chế độ không tải? Tức là khi đó cuộn thứ cấp này người ta để hở, ta không nối với cái tải tiêu thụ. Và cường độ dòng điện chạy qua cái tải cái thứ cuộn thứ cấp này nó bằng không. Điều này có nghĩa là trong thực tế đó, ví dụ như khi ta sử dụng cái máy biến áp để cho cái tủ lạnh nó hoạt động, thì khi mà cái nhiệt độ ở bên trong cái tủ lạnh này nó đạt đến cái mức nhiệt độ mình đã cài đặt sẵn thì tự động nó sẽ ngắt điện và nó không cho dòng điện chạy qua nữa. Khi đó cái máy lạnh này cái tủ lạnh này nó hoạt động ở cái chế độ gọi là không tải. Sau đó ta mở tủ lạnh ra một vài lần thì nó có cái sự chênh lệch nhiệt độ, thì lúc đó người ta gọi là cái relay đó nó sẽ tự động nó bật lại và lúc đó mới xuất hiện dòng điện I2 khác không. Lúc đó nó sẽ chuyển sang cái trạng thái là có tải. Còn trong trường hợp này là mình sử dụng cái máy này đang ở cái chế độ là không tải. Vậy khi ở chế độ không tải thì ta so sánh tỷ lệ giữa số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp nó luôn bằng với tỷ lệ điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp. Từ cái chỗ này các bạn thấy là nếu số vòng dây tăng thì cái điện áp cũng sẽ tăng và nếu số vòng dây giảm thì điện áp cũng sẽ giảm. Từ đây ta có một cái kết luận. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi cuộn dây tỷ lệ với số vòng dây ở chế độ không tải. Vậy thì khi nào cái máy này nó sẽ hoạt động là máy tăng áp và khi nào nó là máy hạ áp? Tăng áp tức là cái đầu ra của nó phải lớn hơn cái đầu vào. Và ngược lại nếu là hạ áp thì đầu ra nhỏ hơn đầu vào. Vậy ta đem so sánh cái tỷ lệ này như sau. Nếu N2 chia N1 mà lớn hơn 1 thì máy này đóng vai trò là máy tăng áp, tức là N2 lớn hơn N1 hoặc là U2 lớn hơn U1. Như vậy có nghĩa là gì? Ta muốn cho máy này là tăng áp, ta chỉ cuốn số vòng của cuộn thứ hai này nhiều hơn số vòng cuộn thứ nhất thôi. Trường hợp thứ hai, N2 chia N1 bé hơn 1 thì máy này lại gọi là máy hạ áp. Lúc này N2 bé hơn N1. Để ta điều chỉnh cái hạ áp thì ta chỉ cần cuốn số vòng cuộn thứ hai nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ nhất thì nó sẽ là máy hạ áp. Rồi, đó là cái chế độ làm việc không tải. Sau đây ta khảo sát cái chế độ làm việc thứ hai của máy, đó là chế độ có tải. Trước khi các bạn qua cái phần có tải thì các bạn tham khảo một cái ví dụ ở đây. Ta có máy biến áp gồm hai cuộn dây, ta gọi cuộn dây 1 là gồm 1.000 vòng, cuộn dây 2 là 200 vòng. Vậy muốn máy này làm tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Thì như lúc nãy ta lập luận bên này muốn tăng lên thì cái số 2 nó phải lớn hơn cái số 1. Vậy là cuộn thứ hai sẽ có số vòng dây lớn hơn cuộn thứ nhất. Vậy ta chọn là cuộn dây số 2, tức là cái số 200 vòng này sẽ là cuộn sơ cấp và cái cuộn thứ cấp sẽ là 1.000 vòng. Trường hợp thứ hai muốn cho máy này làm hạ áp thì ngược lại, đó là cuộn thứ cấp phải có số vòng nhỏ hơn cuộn sơ cấp. Về sơ cấp mình sẽ lấy 1.000 vòng và thứ cấp sẽ lấy 200 vòng. Đó là cái ví dụ. Rồi bây giờ ta cùng đi qua cái chế độ làm việc thứ hai của máy biến áp, đó là chế độ có tải. Thì khi ở chế độ có tải các bạn chú ý, do mình đang khảo sát là máy này là máy lý tưởng, là công suất của cuộn sơ cấp và thứ cấp này nó bằng nhau, ta gọi là B1 bằng B2. Mà B1 với B2 này bây giờ mình đặt nó là bằng U1 nhân với I1 và U2 nhân với I2. Các bạn chú ý cái chỗ này. Bây giờ cái cuộn thứ cấp là ta đang nối với cái điện trở R, tức là nó có tải. Và ta xét trường hợp máy lý tưởng thì công suất ở cái đầu vào của máy, tức là cuộn sơ cấp, bằng với công suất đầu ra, nó là cuộn thứ cấp. Ta đặt cái biểu thức B bằng U1 nhân I1 và B2 bằng U2 nhân I2. Để cho hai cái này bằng nhau thì ta sẽ rút ra được cái tỷ số liên hệ giữa U1 I1 và U2 I2 như sau. Ta có U2 chia U1 sẽ bằng I1 chia I2 và bằng ráp chung với cái chế độ không tải thì ta có được là bằng N2 chia cho N1. Như vậy từ cái công thức này các bạn thấy là mối liên hệ giữa U và I trong cái trường hợp máy hoạt động có tải là nó tỷ lệ nghịch. Nếu điện áp tăng thì cường độ giảm. Đó là cái nhận xét, các bạn ghi cái nhận xét này vào. Cường độ dòng điện qua cuộn dây tỷ lệ nghịch với điện áp ở hai đầu mỗi cuộn dây. Điều đó có nghĩa là khi máy này hoạt động ở chế độ có tải, nếu điện áp tăng lên thì cường độ dòng điện sẽ giảm đi. Đó, thì ta nắm cái đặc điểm này để ta có thể sử dụng cái máy này vào một số cái lĩnh vực nào mà cần có dòng điện lớn.
một số thiết bị nào cần có dòng điện lớn. Rồi tiếp tục, như vậy ta tổng hợp lại tất cả các cái công thức của máy biến áp, thì các bạn chú ý ở đây là cái trường hợp ở chế độ không tải đó là lúc này cái công suất hao phí không có, như vậy thì ta coi như máy này hầu như không tiêu thụ điện năng. À, đây là một cái ứng dụng khá là tốt, hay là cái mục đích của nó là khó là hiệu quả khi ta sử dụng cái máy biến áp này. Ở trong nhà mình thường sử dụng cái thiết bị như máy lạnh đi chẳng hạn, hoặc là tủ lạnh. À, nếu ta biết sử dụng đúng cách của cái máy biến áp thì nó có thể làm việc ở chế độ không tải. Để lấy ví dụ, khi mình mở cái máy lạnh lên và mình đóng kín các cái cửa phòng, thì sau một thời gian nó đạt được cái nhiệt độ theo yêu cầu của mình, và lúc đó thì cái rờ le của cái máy lạnh nó tự động nó ngắt, nó không, máy nén nó không chạy nữa và nó không tiêu tốn điện năng trong trường hợp này. Thì ở chế độ này người ta gọi là như là chế độ không tải. Sau đó mình mở cửa ra thì có sự chênh lệch về nhiệt độ, cái rờ le nó lại tiếp tục đóng và nó có dòng điện chạy qua, và ở chế độ này thì ta thấy là nó có tải. Nên thường thì khi sử dụng cái phòng máy lạnh, người ta yêu cầu mình đóng kín cửa là để giảm cái điện năng tiêu thụ, để tránh cái trường hợp mà hao phí quá nhiều trong quá trình sử dụng điện. Rồi, đó là phần các công thức của máy biến áp. Sau đây ta đi vào cái phần ứng dụng của máy biến áp trong thực tế. Như vậy thì trong cái phần đầu bài mình đưa ra một cái vấn đề là máy biến áp này có vai trò gì, hoặc là trong quá trình sử dụng điện năng thì máy biến áp có vai trò gì? Đó chính là truyền tải điện năng đi xa. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa đó, thì máy biến áp này nó sẽ làm tăng hoặc giảm điện áp, tăng hoặc giảm điện áp. Ta đi vào cái ứng dụng thứ nhất, truyền tải điện năng đi xa. Thì ngay cái đầu bài mình đã đưa ra cái vấn đề đó là để truyền tải điện năng đi xa thì ta sử dụng thiết bị tăng hoặc giảm điện áp, đó là máy biến áp. Cái ứng dụng thứ hai đó là dùng để nấu kim loại hoặc là hàn điện. Thì các bạn quan sát cái việc mà nấu kim loại ở đây đó là gì? Khi mình sử dụng máy biến áp thì khi điện áp tăng thì cường độ giảm, hoặc ngược lại nếu điện áp giảm thì cường độ tăng. Như vậy khi máy biến áp mình nó hoạt động, nó có thể tạo ra cái cường độ dòng điện lớn, và nếu cường độ điện lớn thì dựa trên cái công suất tỏa nhiệt theo luật Siemens thì nó có thể sinh ra nhiệt lượng lớn và nấu chảy được kim loại. Các bạn quan sát hai hình ảnh, đây là một hình ảnh thứ nhất là người ta đang nấu kim loại, và hình ảnh thứ hai là ta hàn điện. Các bạn có thể quan sát cái cơ chế của cái hàn điện như sau. Đây là máy biến áp, thì cái số vòng dây của cuộn sơ cấp ta cuốn là 1.000 vòng, cuộn thứ cấp ta chỉ cuốn 5 vòng thôi. Như vậy là cái điện áp ở đầu ra nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với điện áp ở đầu vào. Tuy nhiên cường độ dòng điện ở đầu ra nó lại lớn hơn theo cái tỷ lệ này, I2 chia I1 bằng N1 chia N2, thì ta thấy là I2 nó gấp 200 lần cái I1. Như vậy là mình đã tạo ra được cái cường độ dòng điện rất là lớn. Vì nếu áp dụng cái định luật Joule đó thì cái nhiệt lượng tỏa ra ở cuộn thứ hai này cực lớn, nên nó có khả năng là nấu chảy được kim loại, nấu chảy kim loại và tạo thành cái mối hàn. Các bạn có thể ghi nhận cái ý này vào: dưới tác dụng của cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp rất lớn và hai miếng kim loại này nóng chảy và dính vào nhau, đó là cái nguyên tắc hàn điện. Như vậy thì thầy đã giới thiệu cho các bạn về cái nội dung của cái bài truyền tải điện năng đi xa và cái khảo sát máy biến áp. Sau đây ta đi vào cái phần củng cố bài, và các bạn tham khảo thêm cái hệ thống truyền điện trong quốc gia. Đầu tiên từ nhà máy điện cung cấp một cái điện áp là 11 kV. Sau đó ta tăng điện áp lên trước khi truyền tải là đến 110 kV. Rồi đến nơi tiêu thụ thì ta bắt đầu hạ xuống từ 35, tùy theo cái nhu cầu sử dụng ta có thể hạ xuống 35 kV, 6 kV, và đến nơi tiêu thụ của hộ dân, tức là hộ gia đình á, thì ta biết là trong mạng lưới điện quốc gia là hộ gia đình sử dụng điện áp là bằng 220 V. Do đó ta sử dụng các cái máy biến áp ở các cái trạm trung gian này, tăng thế, hạ thế, hạ thế đó, theo từng cái nhu cầu sử dụng. Để các bạn tham khảo thêm cái sơ đồ điện quốc gia của mình. Đó là phần nội dung. Như vậy thì phần kiến thức hôm nay ta cần nhớ là gì? Thứ nhất là cái bài toán điện năng đi xa, đó là khi truyền tải điện năng đi xa để giảm hao phí ta cần sử dụng máy biến áp.
Và cái máy biến áp này thì ta cần nhớ những nội dung sau đây. Thứ nhất là khái niệm là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. Cái thứ hai là về cái cấu tạo của máy biến áp. Thứ ba là nguyên tắc và cái thứ tư đó là cái phần công thức tính của nó. Bây giờ ta đi vào cái phần vận dụng các công thức liên quan đến cái lý thuyết này. Câu số 1. Phần vận dụng thứ nhất, hiện nay người ta thường dùng cách nào để giảm hao phí khi truyền tải năng đi xa? Thì cái phần này ta dựa vào cách để làm giảm hao phí, đó chính là tăng điện áp ở nơi phát trước khi truyền tải. À, còn cái phương pháp mà để giảm R thì cách đó không hiệu quả. À, cách này đem lại hiệu quả kinh tế cao đó là tăng điện áp. Rồi, câu hỏi số 2. Chọn câu sai. Máy biến áp. À, vai trò của máy biến áp là gì? Thì ở đây ta đọc máy biến áp này nó có chức năng là làm biến đổi điện áp xoay chiều. Nhưng nếu ở đây người ta chọn cái câu sai thì ta quan sát câu C nó ghi là biến đổi điện áp dòng điện không đổi là sao? À, câu C. Rồi, tiếp tục. Ta đi qua cái câu số 3. Đề bài người ta cho máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp là 200 vòng, cuộn thứ cấp là 600 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều giá trị U bằng 12V. Thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Tức là tìm U2. Như vậy thông qua cái phần giả thiết ta có thể viết cái công thức tỷ lệ U1 trên U2 hoặc là N1 trên N2, ta có thể dễ dàng suy ra được U2 sẽ bằng 36V. Ta chọn câu B. Rồi, tiếp tục câu số 4. Phần vận dụng. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm. Máy biến áp là thiết bị biến đổi. À, ở đây ta chú ý là biến đổi điện áp xoay chiều nhưng giữ nguyên tần số. Đó chính là cái vai trò của nó, các bạn chú ý nha. Rồi, cái câu số 5. Máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp 1.000 vòng, cuộn thứ cấp là 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp lần lượt là 120 và 0,8. Thì ta yêu cầu mình tính thứ nhất là điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp. À, như vậy thì ta áp dụng cái tỷ lệ N1 hoặc là U2 chia U1 bằng N2 chia N1. Các bạn thay cái N1 và thay N2 vào, ta dễ dàng rút ra được cái U2 bằng 12V. Rồi, tiếp theo cái câu hỏi số 2, hỏi cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Ta lại áp dụng cái công thức thứ hai đó là I1 trên I2 bằng N2 trên N1. Thì từ đây mình sẽ suy ra được cái cường độ dòng điện I2 sẽ bằng 10 lần I1. Ta ra được đáp án là bằng 8 A. À, tiếp theo, câu hỏi số 6. Cho điện trở trên đường dây là 4 ôm dẫn một dòng điện xoay chiều từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu dùng hoặc là nơi tiêu thụ đó. Điện áp lúc phát ra là 5.000V, công suất truyền tải điện là 500 kW, hệ số công suất là 0,8. Ta hỏi có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt? Vậy thì mình sẽ đi tìm cái công suất hao phí và mình tính cái tỷ lệ so với cái công suất truyền đi thì ta sẽ suy ra được cái phần trăm. Ta có công suất hao phí là B hao phí bằng R y bình, thay cái y bằng B phát chia cho U phát có phi bình, ta thay số vào. B có rồi này, B phát có rồi là 500 kW, các bạn đổi về watt. Rồi U là 5.000V, cos phi là 0,8 và R là 4, thì ta tính ra được cái công suất hao phí là 662.500 W. Rồi, vậy để tính phần trăm thì các bạn có thể lấy cái B hao phí ta chia cho B phát thì ta sẽ ra được là cái hao phí là mất mát trên đường dây là khoảng 12,5%. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 là điện năng ở trạm phát là điện áp ở trạm phát được phát ra với điện áp là 2 kV, công suất là 150 kW. Hiệu số chỉ ở trạm phát và nơi thu sau một ngày đêm chênh lệch nhau là 360 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải là. Như vậy để giải quyết bài toán này thì các bạn hiểu là có hai cái đồng hồ đo, một cái đồng hồ ở trạm phát và một cái đồng hồ ở nơi tiêu thụ. Thì khi truyền từ trạm phát đến nơi tiêu thụ là so sánh hai đồng hồ này sau một ngày đêm nó chênh lệch nhau là 360 kW. Vậy thì mình hiểu cái sơ đồ như thế này. Từ nhà máy điện truyền đến nơi tiêu thụ, cái điện năng ở nhà máy điện là W phát.
Rồi điện năng ở nơi thu đó là W2, thì trong quá trình truyền tải đi nó chênh lệch nhau điện năng, ta gọi là điện năng hao phí đó, là lấy cái phát trừ cho cái thu thì nó ra là 360. Thì điện năng này do công suất tỏa nhiệt ở trên đường dây này nó gây ra, nên ta có thể tính được cái công suất hao phí trên đường dây. Ta có cái điện năng hao phí là bằng P hao phí nhân với thời gian. Thời gian đây mình tính cho một ngày đêm, các bạn có thể lấy thời gian một ngày đêm là 24 giờ, ta dễ dàng tính ra được cái B hao phí là 15 kW. Từ đó ta tính được cái hiệu suất truyền tải điện năng đi, theo công thức tính hiệu suất H bằng B hao phí trừ cho B, xin lỗi, B phát trừ B hao phí chia cho B phát, ta nhân với 100% thì ra hiệu suất ở đây là 90%. Thì cái vấn đề này các bạn thấy là rõ ràng là khi truyền tải đi xa thì nó gây ra cái phần hao phí đáng kể trong quá trình truyền tải. Nếu ta không sử dụng máy biến áp thì nó sẽ làm cho cái hao phí này nó lớn, và dẫn đến là cái nơi tiêu thụ mình thu cái điện năng thì không đủ để sản xuất. Do đó ta phải tính toán đến cái việc mà làm giảm tối thiểu cái B hao phí này. Đó là phần bài tập vận dụng. Bài số 8, ta có hiệu suất truyền tải là H bằng, cái này ta giới thiệu công thức tính hiệu suất, H bằng B trừ delta B chia B. Cái delta B ở đây mình hiểu nó chính là cái hao phí. Ở một nhà máy điện sinh ra công suất là 100.000 kW và cần truyền tải đến nơi tiêu thụ, biết hiệu suất ở đây là 90%, ta yêu cầu mình tính công suất hao phí trên đường dây. Tính công suất hao phí trên đường dây. Vậy dựa trên cái công suất cái hiệu suất này ta rút ra được cái công suất hao phí. Ta có H bằng B phát trừ B phí chia B phát bằng 90%. Ta thay cái 90% và thay cái B phát này vào, ta sẽ rút ra được B hao phí là bằng 10.000 kW. Như vậy là cái phần hao phí khá là lớn nè, 10.000 kW. Rồi như vậy thì phần bài học ngày hôm nay thầy đã giới thiệu cho các bạn về cái bài toán truyền tải điện năng đi xa, và ta đã biết cách để giải quyết cái việc làm giảm hao phí trên đường dây và cái nguyên tắc hoạt động của máy biến áp. Thì hy vọng với cái nội dung bài học ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các cái bài toán và các cái phần vận dụng trong thực tế liên quan đến cái bài máy biến áp này. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái nội dung của bài học tiếp theo.